Garena. Xin chào các bạn đã đến với tiêu điểm tuần của Đấu Trường Sinh Tồn và tôi là Sơn Hải. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiêu điểm tuần của Đấu Trường Sinh Tồn vòng bán chuyên. Trong tuần đấu thứ nhất của vòng bán chuyên Đấu Trường Sinh Tồn, chúng ta đã có những trận đấu cực kỳ hấp dẫn của bảng A và bảng B với sự góp mặt của 48 đội tuyển xuất sắc nhất Việt Nam đến từ vòng loại của 10 tỉnh thành. Bảng A có sự góp mặt của rất nhiều đội tên tuổi đáng chú ý, ví dụ như Game TV, đội đã chiến thắng tại vòng loại của khu vực Hà Nội đợt 1 ngày 14 tháng 10 năm 2018, hay Ao Làng của khu vực Hải Phòng, đội đã từng góp mặt trong 12 đội mạnh nhất của Huyền Thoại Sinh Tồn tháng 7 năm 2018. Một điều đáng tiếc đã xảy ra trước khi bảng A bắt đầu, khi Sâu Huế FC, một trong những đội mà rất mạnh của khu vực Huế, đã bỏ cuộc do họ không có đủ người để thi đấu. Hai trong số 5 thành viên của Sâu Huế FC đã gặp vấn đề di chuyển khi đến điểm thi đấu do thiên tai. Chính vì vậy, Sâu Huế FC đã ngậm ngùi rời giải đấu ngay cả khi giải đấu còn chưa bắt đầu. Ván đấu mở màn chứng kiến phong độ thi đấu rất cao của Game TV khi họ xuất sắc có pha 1 đấu 5 cực kỳ hấp dẫn để giành ngôi top 1 của ván đấu. Thế nhưng, Game TV đã liên tiếp gây thất vọng trong những ván đấu tiếp theo khi liên tục xếp ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Trong ván đấu cuối cùng, Game TV đã có sự sốc lại về mặt tinh thần, nhưng đó là quá muộn để đưa họ đến với một suất của vòng chuyên nghiệp. Gây bất ngờ tại bảng A chính là phong độ đỉnh cao của đội VTT đến từ khu vực Huế. Chỉ là đội hạng nhì của khu vực vòng loại Huế, nhưng VTT Thợ Săn và VTT Bé Mi đã gánh đội của mình lần lượt chiến thắng các ván đấu để chiếm giữ vị trí hạng nhất của bảng xếp hạng chung. Đội BTT không chỉ thi đấu tốt ở đảo Quân Sự mà ngay cả đảo Thiên Đường họ cũng bắn rất chắc tay. Ngôi vị số 1 của BTT tại bảng A thực sự xứng đáng khi họ có đến 2 lần liên tiếp đứng top 1 và 1 lần top 3 trong 6 ván đấu. Một điều thú vị là cả 3 đội đi tiếp của khu vực bảng A bao gồm team BTT, Fort Hood và 100/5 đều không phải những hạt giống đến từ các vòng loại tỉnh. Tuy nhiên, Free Fire là một bộ môn eSports đầy biến ảo, vì thế các đội cần liên tục duy trì phong độ đỉnh cao để đạt được thứ hạng tốt trong giải đấu. Bảng B của vòng bán chuyên Đấu Trường Sinh Tồn thi đấu vào 16 giờ ngày 9 tháng 12, có sự xuất hiện của rất nhiều đội mạnh như Pro A, nhà vô địch của Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, Big C, đội vô địch Cần Thơ, hay Tiểu Thư, đội có sự góp mặt của hai streamer nổi tiếng đó là Lark TV và Kobe TV. Pro A đã có cái khởi đầu thuận lợi với top 1 ván đầu tiên với 15 mạng và cùng ghi được tới 600 điểm ở trên bảng xếp hạng tổng. Trong những ván đấu tiếp theo, dù có một ván mất kết nối nhưng họ vẫn thi đấu rất tốt để giành hạng nhất chung cuộc. LXT, lộn xộn team không được may mắn như Pro A khi họ đã bỏ lỡ cơ hội để tiến vào trong vòng chuyên nghiệp khi bị chính Pro A gạt giỏ trong trận đấu cuối. Chung cuộc, 3 đội đi tiếp của khu vực bảng B đó là Pro A, 72 Vũng Tàu và Big C. Nếu như Pro A và Big C đã được dự đoán trước là những ông kẹ của bảng đấu này, thì thứ hạng của 72 Vũng Tàu cũng khiến người xem phải thấy bất ngờ. Liên tiếp có những pha thi đấu hợp lý và chạy bo hiệu quả đã đưa 72 Vũng Tàu đến với vòng chuyên nghiệp của Đấu Trường Sinh Tồn. Sau hai bảng A và bảng B, vòng bán chuyên của Đấu Trường Sinh Tồn đã chọn ra được 6 đội đi tiếp vào vòng chuyên nghiệp, bao gồm Team BTT đến từ Huế, Fort Hood và 72 Vũng Tàu đến từ khu vực Vũng Tàu, 100/5 của Hà Nội, Big C của Cần Thơ và Pro A đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những vấn đề rất nóng của vòng bán chuyên đó chính là các đội được phép bổ sung thêm thành viên. Theo cập nhật từ ban tổ chức thì mỗi đội ở vòng bán chuyên được thay thế số lượng thành viên nhưng không quá 50% thành phần của đội mình. Ví dụ, nếu đội bạn có 4 thành viên, bạn sẽ được thay 1 người. Còn nếu bạn có 5 thành viên thì bạn sẽ được thay tối đa là 2 người. Những thành viên của các đội bị loại ở vòng tỉnh vẫn có thể được bổ sung vào vòng bán chuyên trước khi thời hạn chốt của ban tổ chức. Giải đấu Đấu Trường Sinh Tồn cũng mang tới những trải nghiệm cực kỳ mới mẻ cho người xem Free Fire, ví dụ như kỹ thuật chia màn hình để xem hai đội tuyển cùng giao tranh tại cùng một thời điểm. Ban tổ chức cũng hứa hẹn là sẽ mang đến nhiều cải tiến về hình ảnh trong thời gian tới để giải đấu càng ngày càng hấp dẫn hơn. Ngày 16 tháng 12, hai bảng đấu tiếp theo sẽ diễn ra, bao gồm đó là bảng C và bảng D của vòng bán chuyên Đấu Trường Sinh Tồn. Bảng C sẽ có sự góp mặt của những đội mạnh như đội Real, đội King of Free Fire Đồng Nai, Zero Nine hay Tình Anh Em Family. Trong khi đó, bảng D được đánh giá là bảng tử thần với các đội tuyển bao gồm như WAG, AFK, Storm Hà Nội, 108 Hà Thành hay Dragon Legend. Đừng quên theo dõi hai bảng đấu này vào lúc 11 giờ và lúc 16 giờ ngày
16 tháng 12 tại trang giảidấu.ff.gaina.vn hoặc kênh YouTube hay kênh fanpage của Gaina Free Fire để có thể có cơ hội nhận được điện thoại Xiaomi Mi Max 3 cũng như gift code của Đấu Trường Sinh Tồn. Đó là tất cả những gì mà bản tin Đấu Trường Sinh Tồn của số thứ nhất đã mang tới cho các bạn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau.